chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh trung thu mini nhưng mất khóm. Và để làm cái món này thì đây mình chuẩn bị 120g bột mì và 80g nước đường. Ở đây thì mình chuẩn bị 250g đường, 150ml nước và 10ml nước cốt chanh. Đầu tiên thì mình đổ 100g đường vào trong cái nồi và đổ vào 50ml nước. Và mình sẽ bật bếp lên nấu cho cái phần đường này tan ra nha. Phần đường đã tan ra hết rồi, mình sẽ nấu cho phần đường này chuyển sang thành cái màu vàng. Và trong lúc nấu thì các bạn không được khuấy nha, mình chỉ lắc nhẹ như vậy thôi. Đường đã chuyển sang màu vàng rồi, bây giờ mình sẽ đổ vào 100ml nước và đổ vào 150g đường còn lại. Mình sẽ nấu trong vòng 15 phút. Nãy giờ mình nấu được 15 phút rồi, sau đó mình sẽ cho 10ml nước cốt chanh vào. Rồi mình nấu thêm 15 phút nữa là xong. Và lúc nấu thì mình sẽ nấu với lửa nhỏ thôi. Thỉnh thoảng thì mình sẽ lắc nhẹ như vậy. Và phần nước đường mình nấu như vậy là được rồi, bây giờ mình tắt bếp. Sau đó để cho nước đường thật là nguội rồi mình đổ vào trong cái keo mình bảo quản. Mình để khoảng 3 ngày mình mới làm bánh được nha. Mình dùng 150g, dầu ăn thì mình dùng 3 muỗng cà phê và 1 muỗng cà phê bơ đậu phộng, mật ong mình dùng 1 muỗng cà phê và 1 ít muối. Làm mứt khóm thì mình không thể nào thiếu khóm được. Ở đây thì mình chuẩn bị 2 trái khóm nặng nửa ký. Khóm này mình mua bên ngoài đó các bạn, mình nhờ người ta gọt giùm luôn, chứ về nhà mình gọt rất là lâu luôn á. Mình mua 4 trái 10.000, kỳ rẻ luôn á. Và nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm thôi. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần vỏ bánh trung thu trước. Để chén nước đường này thì mình sẽ cho vào 1 muỗng cà phê bơ đậu phộng. Tiếp theo mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê dầu ăn. Rồi mình sẽ khuấy đều lên nha. Khuấy đều xong rồi mình mới bắt đầu trộn bột. Để khuấy hỗn hợp này cho mau đều thì các bạn nên dùng cái đầu đánh trứng như vậy nè. Mình đánh rất là mau luôn á, và nó lại rất là đều nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn với bột thôi. Phần bột thì mình đổ ra ngoài một cái tô lớn hơn, rồi khoét một cái lỗ ở ngay giữa và cho phần nước đường vào. Rồi mình sẽ trộn bột từ từ nhé. Cái phần bột này các bạn thì mình không cần phải trộn lâu quá, mình chỉ cần trộn cho bột đều là được rồi. Phần bột mình nhồi như vậy là được rồi. Và mình sẽ dùng bột thực phẩm bọc kín phần bột này lại. Mình bọc kín lại để yên cho bột nghỉ. Đến khi nào mình làm xong cái phần nhân thì mình sẽ lấy phần bột này ra rồi gói bánh. Và bây giờ thì mình sẽ làm phần mứt khóm nha. Mứt khóm này thì mình sẽ băm nhuyễn ra, hoặc là các bạn có thể xay cũng được. Mứt này mình không biết là nó chua hay là ngọt nữa. Đến chút nữa mình xên trên bếp đó các bạn, nếu mà mình thấy chưa có ngọt đó, mình có thể cho thêm đường. Mình sẽ bỏ đi cái phần cùi khóm, cái phần cùi nó sơ không à. Khóm này mình băm nhuyễn xong rồi cho ra ngoài một cái chảo luôn. Sau đó mình cho vào 150g đường và trộn đều lên. Mình sẽ ướp khoảng 1 tiếng để cho cái phần đường này nó tan ra. Chút nữa mình bắt lên bếp mình xên. Mình cho vào một ít muối nữa. Trong thời gian mà mình đợi cho cái phần đường này tan ra thì mình sẽ làm cái phần nước quét bánh. Mình sẽ cho 1 muỗng cà phê dầu ăn vào trong 1 muỗng cà phê mật ong. Và cho vào 1 muỗng cà phê nước. Ở đây mình làm cái món bánh này là bánh chay luôn nha các bạn. Mình không có dùng trứng gà. Thường thì làm bánh trung thu á, cái hỗn hợp quét bánh á thì người ta hay dùng lòng đỏ trứng lắm. Còn đây là do mình sẵn mình làm bánh chay luôn đó. Ở nhà mẹ mình ăn chay cho nên là mình làm luôn để cho mẹ mình ăn nữa. Còn nếu mà các bạn ăn mặn á thì các bạn có thể pha cái hỗn hợp quét bánh bằng lòng đỏ trứng với một ít nước nè và một ít mật ong. Mình khuấy cho thật là đều lên. Để yên đi chút nữa mình nướng bánh rồi mình sẽ quét hỗn hợp này lên. Đường đã tan ra hết rồi đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp lên. Mình xem cho đến khi nào cái phần mứt khóm này nó khô lại.
mình sẽ xên đều tay trên lửa nhỏ. Phần mứt khớm đã khô lại rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp để cho cái phần mứt thật là nguội, nên mình sẽ vo thành những cái viên tròn. Ở đây mình dùng cái khuôn nhỏ nhỏ như thế này. Đây là cái khay để người ta vô nước đá đó các bạn. Ở nhà mình cũng hay dùng cái khay này để vô nước đá nè. Nó có những cái hình cái hoa hồng nè, hoa mai và hoa cúc nữa. Đây các bạn nhìn nè, rất là nhỏ nhắn và xinh xắn luôn. Và khuôn này thì cũng rất là dễ mua, các bạn có thể tìm mua ở những tiệm tạp hóa mà người ta bán đồ mũ, đồ nhựa. Khuôn này cũng rất là rẻ. Và mình sẽ quét vào một lớp dầu ăn để khi mà mình in bánh ra thì nó sẽ không có dính vào trong khuôn. Các bạn nhớ quét kỹ kỹ nha. Rồi mình sẽ lấy một ít bột, sau đó ép cho nó nhẹp ra. Cái bao tay thì các bạn nên thoa vào một ít dầu để khi mình cầm thì nó sẽ không có bị dính. Và mình sẽ cho vào phần nhân khóm này, mình cũng vo tròn rồi đó các bạn. Để vào ngay giữa như vậy. Rồi túm bột lại, vo thành một cái viên tròn. Mình vo bột tròn xong rồi mình sẽ cho vào trong cái khuôn. Đây các bạn thích cái bông nào thì mình có thể in vào cái bông đó nha. Tay ấn nhẹ phần bột này xuống để cho nó tạo thành cái hình đó, để cho nó lấy nét. Đây mình làm cái bánh nhỏ như vậy khoảng 32g ấy các bạn. Rồi sau đó mình sẽ úp xuống như vậy, rồi gõ nhẹ rồi thì cái bánh nó sẽ rớt ra. Mình đã in ra được một cái bánh rồi. Tương tự thì mình sẽ làm với những phần bột và phần nhân còn lại cho đến khi nào hết. Bánh mình in xong á thì mình sẽ để ra ngoài một cái khay và mình lót lên một miếng giấy nén. Đây, để mình quay gần cho các bạn cùng xem nè. Những cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương. Và bây giờ mình sẽ đem bánh đi nướng nha. Bánh nhỏ thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ thấp thôi. Mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ trong vòng 5 phút. Trước khi nướng thì mình sẽ làm nóng lò nướng khoảng 5 phút rồi hãy để vô nha. Bánh mình vừa nướng được 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ xịt nước vào. Xịt một ít thôi nha các bạn. Mình để yên cho nó nguội khoảng 5 phút. Rồi bây giờ thì mình sẽ quét cái hỗn hợp hồi nãy mình pha này các bạn. Mình chỉ quét lên một lớp mỏng thôi. Xong thì mình sẽ đem để vào trong lò nướng, nướng ở nhiệt độ là 150 độ trong vòng 10 phút. Rồi mình nướng xong rồi, tiếp theo là mình sẽ quét lên một lớp nữa. Các bạn thấy những cái bánh của mình khi nướng nó bị nứt ra nè. Mình quét xong thì mình sẽ để vào trong lò nướng. Rồi nướng ở nhiệt độ là 150 độ trong vòng 5 phút nữa là xong. Rồi bánh thì mình nướng đã chín rồi. Rồi có những cái nó bị nứt ra luôn á các bạn. Và bánh cực kỳ thơm luôn. Bây giờ mình sẽ để cho bánh thật là nguội rồi mình mới ăn. Bánh mình để đã nguội rồi, lúc này thì các bạn thấy những cái bánh của mình nè, có một cái màu vàng nhạt và bánh nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương luôn. Ở đây có hoa hồng nè, hoa mai với hoa cúc. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái hoa này đi. Đây là hoa mai. Các bạn thấy nó nứt ra hết hai cánh. Để mình ăn thử xem nó như thế nào nha. Bánh thì mình ăn cái vỏ nó hơi giòn đó các bạn, tại vì bánh nó mình mới vừa nướng xong. Còn nếu mà các bạn để qua ngày hôm sau thì nó sẽ ngon hơn, bánh sẽ rất là mềm. Và cái phần nhân mứt khóm thì mình ăn mình thấy nó có vị chua chua ngọt ngọt nè. Mình ăn cái bánh trung thu này chắc chắn sẽ không có ngán luôn á, tại vì nhân khóm nó có vị chua chua ngọt ngọt. Và bánh này thì mình có thể để 4 ngày đi các bạn, 4 hoặc là 5 ngày. Khi mà các bạn ăn không hết á thì các bạn nên để vào trong một cái hộp kính. Bánh này mình các bạn đừng để vào trong tủ lạnh nha. Để vào tủ lạnh thì nó dễ cứng lắm, ăn nó không có ngon như là mình để bên ngoài. Và với cách làm cái món bánh trung thu mini nhưng mứt khóm như vậy thì các bạn có thể tự tay mình làm một cái bánh tại nhà. Cách làm thì cũng rất là đơn giản.
và khóm thì mình mua rất là rẻ luôn. Và bánh mình làm tại nhà thì mình thấy rất là an toàn luôn á. Bánh ở bên ngoài thì người ta làm có để chất bảo quản đó, cho nên là mình để được rất là lâu. Còn bánh ở nhà thì mình làm để khoảng được 4 đến 5 ngày thôi. Và các bạn ơi, video làm món bánh trung thu mini nhân mứt khóm của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công nhé và ăn ngon miệng nữa. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món ăn của mình á, thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!